Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, gọi tắt là Ban chỉ đạo 35 Trung ương, trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi chủ trì buổi họp báo. Dự họp báo tại điểm cầu Ninh Bình có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cán bộ giảng viên trường Chính trị tỉnh. Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy tổ chức Đảng, của cán bộ đảng viên và nhân dân. Thông qua cuộc thi cũng tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các thế lực cơ hội, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội nhằm tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Tác phẩm dự thi chưa từng được đăng tải hoặc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản trọng tâm như giá trị khoa học cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung phát triển, bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, nhận diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch chống phá Đảng, nhà nước, chế độ và thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch ở các ngành, địa phương, lĩnh vực. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1 tháng 2 cho đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2023, tính theo dấu bưu điện. Lễ công bố và trao giải được tổ chức vào tháng 10 năm 2023. Phát biểu chỉ đạo và phát động cuộc thi, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định vai trò, tầm quan trọng của cuộc thi, hoan nghênh tinh thần trách nhiệm, tích cực chỉ đạo, tham gia của các cơ quan đơn vị địa phương, đồng thời đề nghị các tỉnh, thành ủy, Ban chỉ đạo 35 các cấp, các cơ quan thông tấn báo chí, quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cuộc thi trong hệ thống chính trị tới mọi người dân để thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, người nước ngoài, qua đó thể hiện nhận thức, tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần tăng cường chỉ đạo rà soát, tiến hành tổng kết, đánh giá và lựa chọn những bài chất lượng, gửi dự thi, định hướng lựa chọn, chia sẻ các bài viết chất lượng, đạt giải trong các kỳ thi tới mọi tầng lớp nhân dân. Đồng chí cũng nhấn mạnh các bài viết cần có tính phát hiện, không chỉ về nội dung mà còn phát hiện lực lượng, nhân tố, xây dựng mạng lưới bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị thời gian tới.